Tay ga thì anh Hát chắc là quay sau đi. Nay mình xuống mình quay em thôi. Mô tô thì cũng là của nhà, nhưng mà bên đó là chú Phong, chú quản lý. Nếu mà anh em nào mà mua thì cứ liên hệ với chú Phong nhé. Thì hôm qua có live stream ngày hôm qua. Đúng rồi. AB con kia mới về anh, cái đẹp quá. AB. Với AB thì lúc mà hàng cứ về đâu là bay đó. Cái loại này từ loại này hết hàng, hốt hàng thiệt. 67D154925. Vừa về này. Vừa về xong, phiên bản đen nhám khóa chìa. Đó, khóa chìa. Thiếu cái vỉ bô, nhưng mà mai sẽ có vỉ bô gắn vào cho anh chị nhé. 67D. Dạ. 28.900.000 ạ. 28.900.000 cả nhà nhé. Rồi lúc nãy anh chị nào hỏi vai ô đây ạ. Hôm qua coi hơi giật. Ok thì có gì liên hệ trực tiếp luôn, thích dòng nào thì. Rồi tiếp theo đây vai ô 150. Như con ở đây là 46.900.000 cho phiên bản 2020. 2020. Rồi sang đây 2019 45.900.000. Và con bên đây là 44.900.000 và được giảm 1.900.000. Con này biển số 60, đây là 150 hết cả nhà nhé. Rồi tiếp theo sang đây là Liberty biển số 93 2018. Con này là Liberty S tháng ABS, giá là 26.900.000. Rồi sang đây là con này là Liberty IE biển số 37 13.900.000. Và con bên đây là 12.900.000 biển số 79. Nói chung là xe nó đẹp xuất sắc luôn. Rồi, đã qua bên này. Hồi nãy anh em nãy hỏi có NVX đúng không? Hỏi NVX kia. Có NVX. NVX luôn, đợi tí cho mọi người. Đây, cặp AB này cũng là cực hot luôn nè mọi người. AB, con màu đỏ là 125 và một con xám xanh đồng này là 150. Con đỏ này là 37.900.000 cả nhà nhé. Còn con xám xanh là 50.900.000. Biển số 48 này. Con bên này thì biển số 64 này. Lâu mới có thôi, 150 luôn. Nói chung hàng AB kỳ này công nhận hot thật. Con này là biển số 61 Vespa 2018 55.900.000. Rồi sang đây BCX 125 2016 33.900.000 đã có hồ sơ. Và con NVX 24.900.000 này là 125 ABS. Một con 155 ở bên đây màu trắng giá là 25.900.000 2017. Đó. 2017. Sao like anh em cứ vào ra không? Vào ra không. Tụt xuống hơn một nửa. Không hiểu. Có bị mờ hay là gì không? Đâu xem nét mà. Hay là anh em đang nung nóng gì? Rồi, có gì anh em vào xem sau cũng được. Tại vì mỗi bữa mình like cũng anh em xem cũng khá nhiều. Xem sau. Rồi, đây này mọi người, mấy cái dòng xe mà anh em có hỏi thường này. Hôm nay thì đó. SHI. SHI. Có một con bên ngoài này, con này là full nhé cả nhà nhé, xe lên biển số 59, biển số Sài Gòn. Đó, A móc lên. Giá là 29.900.000. Con này A cộng lên ý này. Nói chung là nó chỉ bằng một chiếc Sirius thôi. Đó, máy móc cực kỳ là ok. Tất cả mọi chức năng đều hoạt động tốt. Ok, 29.900.000. Rồi, con trong là ý nè mọi người. Con bên trong là SHI. Hàng này bữa này trước có mấy con bán hết đợt này về thôi. 55.900.000 là 150. Phun xăng điện tử hết rồi nhé cả nhà nhé, 206. Và con bên đây cũng vậy luôn, 55.900.000 ạ. Biển số 70 này con bên ở biển số
À, con này biển số 93, con bên là biển số 70. Cũng là 55 luôn anh. Đúng rồi. Rồi tiếp theo sang đây là con SH Mod. SH Mod thì biển số 67. Kỳ này thì cũng nhiều thấy nhiều anh chị em hỏi SH Mod 42.900.000, mà SH Mod đang được giảm, như con này được giảm 1.900.000 là còn 41.000.000/2016 cả nhà nhé. Rồi tiếp theo sang đây là phiên bản 2021 58.900.000, đã được bao hồ sơ. Tính ra mua con này giờ vẫn lợi này. Rẻ. Rẻ, một xe mới như, giờ nó tập tám mới không? Nó như một chiếc xe mới cả nhà. Không khác chiếc xe mới. Rồi tiếp theo đây, phiên bản đặc biệt này nhiều anh em hỏi sao mà nó vẫn ở đây nhỉ? Chẳng có nhẽ nó yêu mình đến thế. Biển số 61. Đó, 2019, cuối 2019 2020 là phiên bản khóa smart key thắng ABS nhé. 59.900.000, giảm 1.900.000 là còn 58.000.000. Và rồi sang đây là đời 2018, biển số 69 là 50.900.000, mà con này được giảm sâu tới 2.900.000. À, con này giảm 2.900.000 luôn. Là còn có 48.000.000 thôi. Thế là dòng SH Mod. Rồi, giờ thì sẽ lên dòng SH cao. Cao. Bạn tổng hợp video hài hước. Nói chung là tuần nào mà chả có video mô tô, video tay ga SH tùm lum. Bạn cứ bấm vào bạn lựa, bạn gạt cái video lên. Đúng rồi. Cứ bấm vào đó xong gạt cái video lên, bạn thích vào cái mục nào bạn bấm vào đó bạn xem là ok à. Cứ gõ chữ YouTube, gõ chữ xe máy giá rẻ, sau đó bạn bao chọn vào kênh, chọn vào phần video á. Bấm vào video bạn xem luôn. Rồi. SH mẫu LED 2 tầng 2018. Anh em comment khá nhiều về những cái dòng này, lý do anh em nói là phải báo đời cho anh em. Ok, mình sẽ báo kỹ kỹ một tí cho mọi người nha. Như con này là 2018, biển số 83, 86.900.000 là 150 nha cả nhà nhé. Dạ 150. Ok. Thì những cái xe SH cao này thì em sẽ giảm giá cho anh chị em mình là 1.900.000 một xe nhé. Giảm 1.900.000 là em cứ ghi giấy nốt trừ luôn nhé. À, riêng dòng SH là đợt này giảm 1.900.000 một xe luôn. SH cao nhé. SH cao nha mọi người. Anh em mình xem mình chia sẻ mạnh mạnh đi ha. Từ từ mình quay cái dòng xe giá rẻ cho anh chị và các bạn ha. Tiếp theo nó xôn xao tí. Rồi, tiếp theo con này có biển số 68 2018 150 luôn. 82.900.000 cũng được giảm 1.900.000. Còn 81.000.000 ạ. 81.000.000. Con này thì biển số 68 nha. Còn phía bên là biển số 60 nha mọi người. Biển số 60 full áo Ý. Giá là chỉ có 5. Giá chỉ có 59.900.000 thôi. Anh em cần những dòng giá rẻ thì đó. 59 ạ. 59. Đó 59.900.000. Em không có giấy nốt ở đây, em đệ luôn lên nó luôn. Rồi tiếp theo. Con này là con biển số 65. 65. 65L1 18666, biển số rất là đẹp. 18 và 3 số 6 cả nhà nhé. 68.900.000. Dạ. Đó. 68.900.000. 150 mà lên dàn áo Ý mà biển số rất là đẹp luôn. 2016. 2016 khóa xí mắc cây này kia đầy đủ hết nhé cả nhà nhé. Đây em tiện em test cho. Nó lung linh như này ạ. Rất là đẹp. À, lên dàn áo Ý có bị giao thông phạt không anh trai? Bình thường không, mà. Bình thường, bởi vì nó là SH chứ nó. Ví dụ như mà mình thay đổi sang ví dụ BC chứ thì nó khác. Còn SH lên SH. SH thì bây giờ mình kiểu gọi là thay áo thôi mà. Rồi, tiếp theo. Áo cũ, áo chảy, áo bể thì thay, ví dụ là như thế. Nãy em vừa quay đó anh Hảo ơi. Nãy giờ hàng chi của em không thói được comment mọi người nên không có trả lời luôn, không có đọc luôn á. Bây giờ nó mới hiện lên nè. Chậm à. Con này là 2014, 150 2014, 63.900.000. Đó, 63.900.000 nha mọi người. Anh em mình chia sẻ mạnh giùm em một cái á. Mỗi người mình vào mình xem thì bấm nút like này, nút chia sẻ để cho anh em nào mà cần mua xe, những cái dòng giá rẻ thì
anh em tới ủng hộ nha. Rồi, mọi người. Tiếp theo sang đây là con biển số 71. Con này thì siêu cọp rồi. 62.900. Con này thì dàn áo của nó là gần như là nguyên zin luôn mọi người. 2016 ạ, 2016. Trừ 1.900.000 giảm 1.900.000 là còn 61 triệu nha cả nhà nhé. 61. Hôm nay là tính ra là được giảm, nhiều đấy. Con đấy. Rồi tiếp theo sang đây là con biển số 50N1. 2016 150 là 68.900.000 biển Sài Gòn nhé. Cũng được giảm 1.900.000 còn 67 triệu. Tại vì hàng ngày thì mình xe về mình đều cập nhật, mình quay ốc cho anh chị và các bạn ha. Nên mọi người chịu khó mình đăng ký kênh mà mình theo dõi nha mọi người. Còn like này là mục đích là cũng trả lời cho anh chị và các bạn những câu hỏi trực tiếp luôn. Like để nó trực tiếp trực tiếp với như anh là chị giao lưu của anh em giao lưu. Rồi anh này mới về luôn anh. Cho em xin cái địa chỉ đi anh trai, có thời gian em ghi à. Ở số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương, em có ghi ở bên trên đó. Tí nữa mình sẽ ghi ở dưới comment cho anh chị và các bạn luôn á. Tại vì thông thường những anh em xem thì xem lâu nên thường là thuộc địa chỉ luôn. Rồi con này thì mới về trong hôm nay luôn nè. Con này bọc keo nguyên xe luôn nha mọi người. Con này 150 50 à. Giá sao anh? Giá của nó à? Giá của nó là 98.900.000. 98.900.000. 98.900.000. Anh em mình cứ đi tham khảo đi biết không? Con này xe là bản thường luôn. Bản thường. Mà xe nó cọp. Đẹp, con xe này nó mới. Như xe mới luôn. Hiện tại thì SH thì ở ngoài các bạn ra mua xe mới thì tăng lắm nha mọi người. Anh em lưu ý á. Video có trả góp không? Có nha bạn. Dạ ơi. Xe nào cũng trả góp anh ơi. Xe cứ dưới 40 triệu là các bạn không cần trả trước. Nói chung là vàng tay côn là ẹt. Thì các bạn tới lựa lụm thôi. Nhanh rồi, gọn. Tiếp theo 96.900.000. Con này cũng mới về xong. Con này là đời bao nhiêu anh? 2021. 2021 luôn. 2021. Con này thì nó là màu xám xanh. Xanh xanh xám xám. Con này 150 bản thường CBS à. CBS. Rồi, chuyển qua con màu đỏ nữa này mọi người. ABS màu đỏ 150, giá chỉ có 96.900.000 thôi. Đời nhiêu anh? Con này 2020. 2020. 2020. Rồi, con này 2019. 2019 là giá là 86.900.000. Biển số 60, 150 ABS. 150 ABS. Có tay côn vừa quay đó bạn. Rồi, tiếp theo, con này là biển số 59. 86.900.000 luôn. Dạ, những cái xe này bây giờ bên em vẫn đang được giảm giá 1.900.000 nhé. Tất cả là được giảm 1.900.000 anh em. Đúng cứ rồi. Tới trừ ra nha mọi người. Trừ ra. SH đấy nha cả nhà nha. SH cao. Giảm 1.900.000 mà còn bao hồ sơ nữa anh. Ừ. Giảm 1.900.000 còn bao hồ sơ nữa mọi người. Huy Hoàng mới nãy có quay tay côn này kia đầy đủ hết rồi. Hôm nay thì nói chung là lịch quay nó sớm hơn bình thường một chút. Rồi con đây là con full áo Ý 150. Full nguyên con luôn là 89.900.000 đời 2020. 150 ABS. Biển số 71 nhé cả nhà nhé. Số 71. Rồi sang đây biển số là 17. Hai con này là 2018 thôi, 86.900.000. 150 ABS. Và sang đây là con này nó buồn biển số 71. Con này là giảm tới 3.900.000 luôn mà vẫn ở đây nhỉ. Con này giảm 3.900.000. 2019 150 ABS 2019 mà giá là 89 triệu này. Đó, 89 triệu 9 này giảm đi là 3.900.000 này. Dạ. SH1 2021 có giảm không anh? Có, tới mình giảm cho. Đó. Tới đi anh giảm cho mọi người. Rồi, mình qua cái dòng xe, tiếp tục dòng xe giá rẻ thêm cho anh chị và các bạn nha. Anh em mình xem thì mình cứ chia sẻ mạnh mạnh á. Bạn nào mua thì mình liên hệ qua số điện thoại là 0923 71 và 48 nha mọi người. Đây có Vespa mới về đúng không anh? Ừ. Vespa đèn vuông. Đèn vuông này bản nhập này, giá là 25.900.000. Biển số 70 Tây Ninh. Xe này test thử nhé, nổ thử nhé, không biết có nổ không? Đây, nổ ok. Ngon lành đúng không? Tất cả mọi cái đều hoàn hảo nhé cả nhà. Đó, ok.
25.900.000 thôi. 25.900.000. À, 25.900.000. Rồi, con này xe đi làm. Sirius 10.900.000. Đó. À, 10.900.000. Màu trắng. Biển số ở đâu nhỉ? Mấy con này là xe khách đổi á. Biển số thành phố 59. Thích con nào thì tới nhá. Biển số 59. Con kia đời 2020 biển số 94. 2020 bán 12.900.000 mà không điển. Ngày mai đến em bán cho 12 triệu nhá. 12 triệu. Elizabeth có 6 triệu thôi nhá. Màu vàng chới này. Hết bình. Đó. Novo 5 11.900.000 và Novo 6 15.900.000 là giảm còn có 14 triệu này. Novo 5 con màu vàng này là 11.900.000 tiếp này. Mấy con này thì không cần đặt trước luôn. Anh em nào mua cứ liên hệ anh Thắng làm Thắng hỗ trợ hết. Nó xe ngon lành cành đào như này cả nhà. Còn là xe khách đổi không à anh em. Mua tới mua những con này đi, ok mà. Rồi. Rồi, Novo 4. Con này chưa bán. Novo 4 này giá là 5.900.000 này. 5.900.000. Ừ. Máy rất là êm. Rồi tiếp theo con Sirius này 10.900.000 luôn. Đó, con xe 50cc này. Xe như một chiếc xe mới luôn, 9 triệu rồi. Mai chị em mình tới em bớt cho 500 nhé. À, mai tới bớt 500. Ừ. Còn 8 triệu rưỡi nhé. Con này đó, 50 này mọi người. 50 anh chị và các bạn nào mình cần mua thì mình có thể là mình liên hệ mình mua để cho con em đi học á. Ngoài ra thì mình thấy mọi người hỏi rất là nhiều về dòng AB này. Hỏi mấy nay hỏi nhiều lắm. AB 208 này hả? Dạ. Thì nói như thế này anh chị em ạ. Còn 4 con đây còn có 3-4 con. 4 con. Thế này là xe này là xe em đổi cho nên là em không có dọn dẹp gì đâu. Nói chung là khách nào nó vẫn y xì vậy luôn. Giá thì toàn là 9-10 triệu một chiếc thôi. Máy móc thì rất là ngon. Ở đây thì có một con này là có con 2010 mâm 6 cây này. Là 19.900.000 này. Nó xe nước sơn zin luôn. Có một bên đây thì nó hơi bay màu. Chắc là bị khò nóng cái gì thôi. Đó. Đấy là cái lỗi duy nhất cho cái đó thôi. Nhưng còn đâu là máy móc zin rất là êm. Còn AB 208 như con này có 9 triệu thôi này. Đó, bán cho anh em mình là 9 triệu này. À, 9 triệu. Còn bên đây màu đen 10 triệu này. 10 triệu. Đó. Còn là xe khách đổi còn con bên này bao nhiêu nữa anh? Con bên đây. Con bên đây là bán cho anh em mình 9 triệu luôn. 9 triệu luôn. Ờ. À, Elizabeth 6 triệu có full xăng điện tử không? Chưa Thảo ạ. Nhưng mà đẹp mà xe đang khách đang dùng à. Xe nó không phải là xe dập đâu, xe còn cứng khừ à. Rồi, con này con BCX 22.900.000 này. Rồi, AB đầu bò. 29.900.000 à? À 22.900.000. À 22.900.000 nha mọi người. Ờ 22.900.000. Rồi, AB đầu bò. Bữa nay còn 3 con à? Còn 3 con. Đồng giá 13 triệu hết. Đó, 13 triệu một chiếc anh em nào tới cứ lựa nha. À NVX này hả? NVX. Điện số 68 này. 24.900.000. Hiện tại NV có 3 con nha anh chị và các bạn, có thể tua lại clip mình xem ha. À, siêu rút màu đỏ xe đi làm. Anh em mình xem đông thì mình like cho em cái ha. Bán cho anh em like cái nha mọi người. 10 triệu luôn này. À 10 triệu. 10 triệu luôn. Đó, xe toàn là những con xe khách đổi ra thì mình mua mình đi rất sướng luôn. Phải cần phải dọn dẹp gì cả. Rồi, này còn thì có Mio Lexico nè. 9 triệu. À 9 triệu à. Đây, anh em nào hay hỏi Asilo thì đấy. Asilo còn cặp 10.900.000 à. Anh em tới em bán được 10 triệu nhá. À, tới còn bán cặp. 10 triệu. Xe mấy con này có trang góp không anh? Nếu mà cần thì hỗ trợ được. À, nếu cần hỗ trợ luôn hả? Rồi con đây là biển số 47. Đó, cứ 10 triệu con anh em muốn lựa con nào lựa ha. Nhanh còn lý ha. Xe thì rất là nhiều anh em cần hỏi gì mọi người cứ hỏi đi ạ. Các bạn hỏi thì bên này hỗ trợ cho ha. Địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Nghệ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0923714 nha mọi người.